Điều đến các bạn máy máy bơm dây bao chuyên bơm cao ha. Cái này là mã hàng CM18000, tức là bơm được 18000 lít nước trên giờ, công suất 170W, tương đối là tiết kiệm điện nha các bạn. Cái máy này thì nó sẽ đi ống nhựa nhựa cứng ha, ống nhựa cứng phi 60. Nó có thể bơm cao 5m hơn. Ở đây mình sẽ test ở ống nhựa cứng với chiều cao là chiều cao từ dưới mặt đất lên trên là khoảng 3m nhé các bạn. Mình sẽ bơm lượng nước cho các bạn coi. Đây, nước chảy rất là mạnh. Đây mình đang test ở độ cao 3m. Lượng nước rất là mạnh đi ống nhựa cứng 60 nhé các bạn. Mọi chi tiết các bạn liên hệ số điện thoại 0988 347 508 hoặc truy cập website thiên đường ca cảnh.com.